đang định nghỉ trưa, nắng mệt quá bạn. Nhưng thôi, đang đà bẩn tay thì làm luôn, chiều nhớ say rượu gì không làm được thì bỏ mẹ. Đấy, làm luôn cái ổi này các bác. Các bác bây giờ nhìn thấy thì nó tùm lắm, nó nhìn nó kinh khủng khiếp á. Chứ nó bỏ cái nhóc xuống nhìn nó dễ nhìn. Toàn rác rưởi ở quê mà, dạ giật cái gì vứt lên đây mà. Nhìn cũng nhiều lúc bực mình thôi, mình có ở nhà đâu. Đi cho cùng ông bà với mấy người ở nhà chơi là chính. Thì toàn lên cắt tỉa thôi. Ui. Đấy. Cái ổi tạm gọi là song siêu đi, Vân Kiều gì đấy thì tùy các bác gọi. Chậu này nó khoảng độ 2m2 rồi. Rộng chả nhớ bao nhiêu, 1m8, 2m2 thì phải, hình như vậy. Đấy, làm cái ổi song siêu và nó có cái thân đằng sau, có cái đuôi ấy, cái tử đã gọi là tử đi. Khá là thực tế nó làm lệch cây ấy, nhưng nó lại khá là đẹp. Cố gắng để lại làm nó thiên nhiên hài hòa nhất với cây là được. Hai vợ chồng và có đứa con. Đó, chỉ hai đứa con. Này, hai đứa con thì rất khỏe mạnh hơn thầy U. Đây này. Đấy. Bây giờ thì hãm hai đứa con lại đó. Nhìn nó lên khủng khiếp quá. Lên như ngổ. Ngổ là rau ngổ các bác. Lên như rau ngổ. Đấy. Tôi phang nó cái đã các bác nhé.
Nhìn ra đi quay đi các bạn. Như phá rừng, như núi củi. Và nữa là ok. Chính là cái ổ này lâu rồi làm lại hay. Để nó chậm, để nó chậm. Trên đá mười mấy năm trời rồi. Chứ không, không có đất anh em đi đâu. Tháo đất ra thì rất nhìn thôi. Đất mình luôn. Đấy, thì cứ lâu dài và cứ dậy ra. Cái này lâu rồi lại hợp lý. Tay cút nó to, xứng cần đường chắc. Đây luôn, giờ tôi quay trực tiếp vào tận đây luôn nhé. Đấy. Hạ trong mấy phút đây. Như phá rừng. Kinh. Hãm cái tử tôi nó mạnh quá. Mạnh quá. Đây. Lại quay lại các bác. Nếu bác nào chưa xem, xem rồi thì xem lại nhé. Gốc nó tôi cảm thấy nó nở ra nhiều chứ. Cứ nứt vỏ, mỗi lần nứt vỏ lại nở ra rất là nhiều. Đấy. Hai thân thì nó chung một gốc đấy, nhưng mà nhìn các bác cảm giác nó đang riêng. Đấy, thì gọi là tìm.
dưới cái ngọn kia. Rồi, xin cảm ơn các bác nhé. Tôi nghỉ đây. Tôi sắp ngất rồi. Không chống được rồi. Máy quay nó bỏng hết cả tay rồi. Nắng lắm các bạn. Các bác nhìn cái này tôi nắng lắm. Nắng tháng 8. Kinh khủng. Đấy, vậy là có cây ổi. Vâng nhé. Cầu hạng nặng nhé. Cây này hay này, cây này hay, cây đồ mini này hay. Đấy, các bác nhé. Rồi, chào các bác.